VF5 có nên mua hay không? Theo như VinFast ấy, thì có thể đưa chiếc xe này để đánh tất cả những dòng xe như là i10 và Morning. Đấy, lấy chiếc xe điện đầu tiên để đánh hai chiếc xe đấy với mức giá hiện tại đang loanh quanh khoảng 450 anh em ạ. Với cái bản này, nội thất này, nó cũng có những cách tân mới này. Đấy, các cái màu mè này, để em quay sau ghế cho anh. Cũng khá là hay. Về cái cảm giác lái thì mình đánh giá là ok. Với cái pin của chiếc xe này là chạy 300 km. Đấy, các cái trang bị option thì cũng không có quá nhiều, bị cắt hết. Đây có cảnh báo điểm mù. Đấy, hơn các xe khác là quanh cảnh báo điểm mù. Với một chiếc xe này chạy 300 cây mà sạc khoảng tầm đâu đấy một tiếng, được khoảng 70 a à, một tiếng là cũng gần đầy đấy. Công nghệ sạc pin lithium mới đấy thì mình nghĩ là trong cái phân khúc này chiếc xe để bán chạy ấy, thì sẽ phải loanh quanh khoảng tầm 400 thôi. Đây là thuế pin anh em nhá, thuế pin, pin một tháng trả khoảng 1.6 củ. Đấy, 1.6 củ thì nói chung là chạy loanh quanh trong thành phố cũng được. Với trường hợp là gia đình anh em có một chiếc xe xăng rồi, mua thêm chiếc xe điện cho vợ con hay là gọi là người nhà lái thêm thì rất ok, chạy nhẹ nhàng. Đó, chiếc xe này thì qua Trung Auto lắp thêm mấy món đồ, ví dụ như áp suất lốp này, chiếc xe này là nó chưa có. Đấy, nó chỉ có kiểu như ABS thôi. Rồi mình lắp cảm biến phía trước, mình độ đèn, với cả là lắp một số món, ví dụ như gập gương này, đấy, là nó cũng chưa có, nó bị cắt đi. Thì theo cảm nhận của mình với chiếc xe này ấy, trong tầm loanh quanh 400 triệu thì anh em xúc được. Tuy nhiên thì lời khuyên là nhà bạn nên có một chiếc xe xăng ở nhà rồi. Chứ nếu như mà dành dụm tất cả để mua một chiếc xe này thì theo mình cũng chưa nên thử nghiệm. Các bố mới sản xuất ra xe thì cũng mong muốn bán được, thì tuy nhiên là không nên đặt cả một cái gia tài mình vào cho một cái thương hiệu mới, cho một cái dòng xe mới. Tuy nhiên nếu như bạn, nhà bạn có nhiều tiền một tí rồi thì nên ủng hộ một tí cũng được, bởi vì là nó cũng ngon anh em ạ, lái sướng. Các cái chi tiết nội thất thì trau chuốt, nói chung là đẹp. Đấy, hiện tại thì mình thấy rất nhiều chiếc xe VF5 qua mình làm thì mình thấy rất nhiều giới trẻ hoặc là chị em, đây chiếc xe này của một chị gái ngay đây thôi đó, thì theo anh em có nên mua hay không? Nếu như mình mua lần đầu và là một chiếc xe chưa có một chiếc xe nào thì mình sẽ không mua. Còn nếu như mà mình có rồi, mua cho vợ hay là cho ai đấy để là làm thêm cái nữa để sơ cua thì ok anh em ạ, có những trải nghiệm thật sự là rất là êm ái, nhẹ nhàng, và mức giá mình nghĩ là cũng phù hợp trong cái loanh quanh khoảng tầm 400. Nhớ đặc biệt anh em nào phải tìm cái chỗ nào mà nhà mình gọi là có chỗ sạc nhá. Nếu như không có chỗ sạc ấy, thì mua con này cũng hơi lằng nhằng đấy, hoặc là phải sạc ở nhà, mua thêm cái trạm sạc nữa khoảng 2-3 củ nữa thì là ngon. Hoặc là anh em là ở Vinsmart, ở Ocean Park hay là Time City hay là Vin gọi là Royal City, nói chung là các cái khu đô thị, đại đô thị của Vin thì sẽ có rất nhiều ưu đãi cuộc sống xanh, voucher đấy là 30 triệu. Đấy thì anh em có thể săn để mua những cái voucher đấy, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều lần. Cảm ơn anh em theo dõi nha, bye bye.